Thì hôm nay Linh với Thái chuẩn bị đi đi Nhân Trạch để mà coi lại cái đường để mà làm tour. Hôm nay sẽ đi con CRS 250 với lại con CRS 150 ở bên trong. Thì do là cái đường để mà làm tour này thì nó sẽ thay đổi rất là nhanh nếu mà lâu mình không đi. Tại vì một cái đường mà nó để lâu quá thì nó sẽ bị cỏ cây mọc lên hoặc là công trình xây dựng nó đưa lên trên. Thì cứ phải lâu mình phải đi một lần để mình tìm đường mới, để mình update lại, để khi mà mình dẫn khách đi thì không có bị dạng như là đi tới chỗ đó rồi thấy cái đường đó nó đi không có được nữa. Có những cái đầm lầy chỉ cần sau 1-2 tuần không có quay lại thôi là cỏ nó mọc lên cao ngang đầu luôn rồi. Lúc trước đó là nó không có cái gì hết, nhưng mà quay lại thì thấy là cỏ mọc cao ngang đầu luôn rồi. Hoặc là có những đoạn nước nó dâng cao lên, xe mình nó không có vượt qua được nữa. Đúng chưa? Sẵn tiện bữa nay chạy luôn hai con CRF 250 với lại 150. Thì Linh sẽ chạy con 250 tại vì Thái chưa có bằng A2. Thái chạy một con 150 thôi. Rồi được rồi đó. Đây là văn phòng của mình. Thì máy tính của mình ở đằng kia. Văn phòng anh có vẻ organic nhỉ. Mỗi ngày chạy nửa tiếng đồng hồ mới tới chỗ làm. Như bữa đang đường khô nữa không? Giờ rào lên hết rồi chó. Bữa hổm thì cái đường này đi được. Bây giờ người ta đắp đất sét lên rồi, với lại người ta rào lại hết rồi. Văng đầy luôn á anh. Rồi chống chân xuống, nghiêng qua trái. Nghiêng qua trái, quay đầu nhìn ra sau lưng luôn, quay đầu không, bên kia. Quay đầu nhìn qua đây. Rồi, búng như búng cồn vậy đó. Đau khổ vậy anh. Đây là video là sửa dài tại rừng, không, sửa dài tại bờ sông. Má để mất mẹ đến nè. Chỉ luôn. Đồ này anh mới mang có 2 năm. Quay đầu bên kia luôn. Bẻ là bẻ cổ lái hết cỡ. Rồi. Càng nhiều ga càng dễ, càng nhiều ga càng dễ. Hay quá. Sao không nhảy ra em chạy ra luôn. Sao đẹp. Quay đầu quay cổ của em. Nó nứt mẹ nó luôn rồi. Nó đường này luôn rồi nè. Bãi xe nó hơi cao hơi khó quá. Tay nó bị dướng vô cái chỗ kia phải không? Cái bánh nó chụp vô cái máy.
coi vậy đúng bếp rồi. Má. Nói chung là điều kiện làm việc khắc nghiệt. Mưa giờ, mưa nắng thất thường nữa. Sắp mưa nữa mà làm việc cái mưa nữa. Anh nghe nói làm cái nghề này hay bị chai tay lắm không anh? Gõ bàn phím rồi cũng nhiều. À, có đeo găng tay nè. À ok. Đây là bằng chứng nè. Cúp làm đi chơi còn phá xe cơ nữa. Ai mà đi giờ làm mà đi được qua mấy chỗ này á. Nói như là vừa đi chơi mà vừa đi làm. Hay là dạng như là mình đi chơi mình lấy cớ mình đi làm. Cả hai luôn anh. Đúng mà anh, Harley Davidson á, người ta chỉ là hướng dẫn là phải dựng như vậy đó. Rồi, đúng rồi. À, phụ nữ cũng dựng được xe nha mấy bạn. Má nói đi chút trời mưa là tao chửi má mấy chị này ở nhà rồi. À, cầu đẹp quá vậy. Okay, này là sông à sông Xoài Rạp. Phải không? Sông chính xoài, xác sông xoài mà. Sông Xoài Rạp. Sau lưng nhà em luôn á. Cái đó là cầu cầu đó là cầu phía bên gần nhà em để đi qua đây mà không cần đi đò. Bên nhà bè. Cái cầu đó là xây đâu từ lúc mình mới chơi luôn rồi, tới giờ chưa xong nữa. Cầu đó xây. Em đập cái tay rồi. Đồ. Má em nói mà anh nói tên. À, anh kia em đi chân không là xong, bỏ mẹ em rồi. Thôi mình quay về ha, đi coi thêm mấy cái điểm nữa. Rồi mình coi chỗ cái cung đường bên kia coi nó có bị bít không. Xong rồi quay về quá, tại vì anh nghĩ chắc là trời sắp mưa rồi.